Hello anh em. Hiện tại thì đã bắt được ong thành công em nhé. Đấy, một miếng nó bị rơi xuống em này. Nhưng mà không mật. Cái này không mật mà ông mà ngậm cái này luôn nó cũng ngọt khé cổ đấy. Cái này mà không ấy nó cũng khé cổ rồi. À, còn một bọc mật trên đấy nữa. Khoảng tầm 15 cân một vác trên vai từ trên đây xuống, không khác thì vác một đứa trẻ con xuống anh em ạ. Mà nó mệt chứ anh em. Nói chung thì nó khổ anh em ạ. Đấy, ngọt không? Ngọt. Ừ. Nói chung mình mới uống nước ngọt xong ấy. Ăn vào thì cái này chắc còn hơn nữa. Ui. Thôi nào. Ngọt quá. Của ông Tết ngọt quá không ăn được. Rồi. Đây. Ui đây. Đây. Thôi. Xách túi mật đây này. Mở ba lô ra đi. Em đỡ tì chân em rồi. Hẳn ba lô xuống đất kia rồi. Ui sao nặng này. Ui rồi. Vãi. Ui không được. Ui thế mà anh bê được ấy. Ui rồi. Ui hai túi nồng luôn anh em ạ. Phê luôn anh em ơi. Sợ thật ấy. Lặng kinh em ạ. Kéo lên đi. Ui quần vẫn quần. Trời ơi. Lặng thanh quá đây quá. Lớn luôn. Lên đi. Thế mà vác được từ trên đấy mà vác xuống, anh em thấy đẳng cấp chưa? Trời ơi, đúng từ dưới lên thì nhìn nó bé, nhưng mà anh ngờ nó to như này anh em ạ. Ui dồi ôi. Đấy luôn. Hai tay. Về luôn. Thật đấy. Đây hai tay một tay không nhấc được. Bình đi lên nào, lên đi. Cái cổ này gần như đôi từ kia rồi. Ui dồi nặng thế. Ui nhìn từ dưới em tưởng nó bé chứ không ngờ nó như này. Không ngờ nó lại to này. À. Cắt vào giờ mẹ tắm đầu với nó tan xuống đâu. Sợ thật. Bục túi không bục đâu. Thôi đừng đá. Không bục được. Đá dưới không bục luôn anh bạn. Đừng. Đừng đá đấy. Mang lên trên kia đá. Đi rồi thành quả lớn. Cầm ba lô anh nhá. Đi rồi, trên đây còn bọc nữa cho phải 1 cân. Không thôi đi này đã. Lặng kinh. Dã man luôn. Ui trời ơi. Trời ơi lần đầu mình được đi trải nghiệm này anh em ạ. Ôi. Nó xuống chứ. Ui nặng thế. Thế mày đi vác được từ trên đi vác xuống. Mình cũng đang lái luôn. Cũng lái luôn anh em ạ. Thế mà vác được từ trên đi vác xuống. Ui trời ơi. Dã man con ngàn bảo chúa. Đây. Ui trời ơi, tổ này to gấp 4 lần tổ kia. Gấp 5 lần. Đây, cái này là sách bình thường anh em nhé. Nó to thật, đây, thành quả đây nha. Đây. Hôm nay là, đây là tổ thứ 2. Tổ này chính thức được như này. Đây mình thử làm cái khác xem. Nặng kinh. Này mình toàn mặt thôi. Đây. Đéo. Hả? Nha. 1, 2, 3. Úi dồi. Thế mày cái bê được xuống mình cũng lại thật. Mặt mỏi nó đặc. Nó không chảy kinh. Thấy dao này. Thấy dao cắt hẳn một tảng mà ăn bẻ nó dài lắm. Ở đấy. Trời ơi. Mặt nó thơm á. Nhét hẳn túi mật đây cho mọi người xem túi mật này. Túi to rồi. Chỗ quay rồi. Ừ nó ngọt chứ. Cái chỗ mặn này phải pha được một lít nước. Hello anh em. Hiện tại thì đây là chuyến thứ hai. Thì là một cái tổ rất là to anh em ạ. To gấp 3, gấp đôi tổ trước ấy. Thì nói chung thì bây giờ anh em mình mệt thật sự anh em ạ. Bây giờ còn một tổ nữa thì nhát đó thì quay một video nữa để bắt cho anh em xem. Thì hôm nay thì cái cảm giác của anh hôm nay là đi bắt ong thế nào anh? Đấy. Hôm nay cảm giác anh bắt thế nào? Nói chung đầu mùa bắt nó vất vả hơn tí vì nó làm cây cao. À vâng. Nhưng mà cứ thấy tổ ong là hết mê thôi, anh em nghề mà. Tí nữa cho hậu bắt một tổ nhỉ. Ừ, tí hậu nên tác nghiệp tổ. Tí hậu tác nghiệp một tổ cho nó chết anh em ơi. Ok, tí thử xem như nào. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi video em hậu em sẽ tự tay em bắt ong nhá. Cũng kinh phết đấy. Nhưng anh Luận này có trải nghiệm gì không? Anh trải nghiệm là anh hun khói, anh hỗ trợ hai em nên là mọi người anh em sang đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Anh lang thang QL nhá. Thích lang thang QL và thợ săn mật ong QL. Thợ săn mật ong QL. Đấy. Đó, hôm nay. Ok anh em. Ok anh em. Lấy các bạn cảm video là hay nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Cáo Cao nhá. Và anh Luận nữa anh em nhá. Mọi người nhá. Hello anh em. Hiện tại sau một quá trình thời gian thì kiếm được thêm 3 tổ ong nữa anh em nhá. Nói chung dưới cái hai tổ anh em ạ. Nhưng mà một tổ mình lười mình không ra mình quay anh em. Thì đợi tí nữa ra xem hình như nào anh em ạ. Còn tới thời điểm bây giờ
chính thức lại kiếm thêm một tổ ong ở trên vách đá đấy anh em ạ. Đây nó làm ngay tổ trên đây anh em nhìn này. Đó, anh em mình tổ chưa? Này có lên bắt được không anh? Đây. Này. Nếu mà đứng ở trên thì cũng hơi khó thật. Nhưng mà vẫn em sợ cái vách này lên thì khó này. Lối này có người vào rồi này. Chắc lẽ anh Vận vào chứ mấy. Đây. Mình đứng mình tiêu tổ ong cho em xem. Tổ này thì cũng khá là cao, làm ở trên gọi là vách đá luôn. Đó, tổ này. Tổ đây. Chặt cái que. Úi giời, nó rung kìa. Rung ấy. Tổ này khó nhá. Tổ này thôi lại để lại anh em nhé. Không bắt được. Nó là vách đá này khó bắt lắm. Cái hai đấy em ơi, cây na hàn này ngứa lắm ấy nhá. Thảo nào em mới bị phát xong, thảo không biết từng bột lẹt. Nó như bột lẹt luôn, đây là nó này. Thế à? Máu vào. Mới bị phát xong vào tay, thảo làm từng bột lẹt. Ngay sau lưng em này. Chắc đây, chắc mấy chỗ này. Đấy đúng rồi, nó sau lưng em đây. Đấy, đấy. Đấy, cái đây neo neo này. Đúng rồi. Ngứa cũng ngứa. Mẹ ra tiêu bột lẹt của na hàn. Đây, em mới bị phát vào tay, ngứa lắm, sưng đất đây rồi. Này mà na hàn. Ui giời ơi, cái bộ mặt của nó thiệt đấy. Tổ này nhìn bé hơn mấy tổ trước nhỉ? Nhưng mà bộ mặt nó bó lắm. Chắc lâu không ai bắt. Đá này bắt anh em ạ. Nhưng mà đang nghiên cứu anh em nhé. Đấy, chỗ này nó cũng hơi nguy hiểm đấy anh em. Đây, tổ làm trên vách đá trên ngay đây này. Đó. Tổ này nó nhỏ nhưng mà rất nhiều mật. Đó. Chủ yếu là bắt ong ấy, là bắt mật thôi chứ không cần bắt cả tổ. Dưới chân có xác à? Dấu hiệu của xác ong anh em này. Cái này bị rụng anh em ạ. Trời ơi, này. Thấy chưa? Trông như miếng xốp luôn. Này xác ấy, xác sáp anh em nhé. Đó, đẹp chưa? Kinh thật. Trông như xốp luôn. Cái này chắc làm cái gì bị rụng mất này. Hoặc là bị chọc. Nhưng mà lâu rồi đấy, chỗ này cái trắng này lâu rồi đấy. Đấy, ong nguyên bản này. Sợ chưa? Rồi bọc đây. Tổ ở trên đầu mình. À cái chỗ này trèo được. Cái này trèo được. Trèo được. Cái tổ này bắt được. Chân dính nước kéo đi gấp rồi. Ông anh mình mắt tinh lắm anh em ạ. Kiểu đi săn ong quen đấy, mới kiểu đi rừng quen rồi. Nên bắt được ong, toàn ong to, sợ thật anh em ạ. Trời ơi, ngày hôm nay bắt mấy tổ đấy anh em ạ. Mỗi lần trèo lên bắt được cũng hơi phê. Có gần đấy ông anh? Sao phải đi tìm đấy à? Tìm ạ. Đấy đấy, cầm cái giày đi ra ngon. Đi săn này phê phết. Đây trong ống này không có được, tưởng là nhìn sâu thì tưởng tổ chòe bên trong hay làm trong hốc cây đó. Ôi, đi đã. Wow, phết phết. Tổ ngay đây à? Có tổ đây anh, nhanh thế. Dép đi, khó trèo anh ạ. Đâu anh chỉ cây nào? Thế á? To không nhỏ cửa sổ. Cố nhìn thấy. Đi dép khó chẳng quá. Từ từ, ừ, nghĩ tiếp đã. Ok anh em ơi. Về quá anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cáo Ca và ủng hộ anh em mình nhá. Đằng sau này. À đây. Ui. Cái gì bắt rồi? Tôi bắt rồi đấy. Bị cắt rồi. Hả? Bị cắt nó bầu mặt rồi. Anh bắt hay ai bắt? Anh bắt. Lên quay cho em xem rồi. To thật. Vừa thôi nhá, đừng đến gần quá là bỏ mạng anh em. Đốt à? Okay, sao trước em thấy anh thò vào thấn tay mà. Có khói. Chưa anh không, cho anh. Ngoại đốt thì cấm chạy. Chạy. Không chạy được. Chạy cứt được. Đây. Tổ ong đây nhé, ngay trên đầu mình em này. Trời ơi. Phê thật. Mệt phết anh em ạ. Nói chung là lâu rồi mình không đi săn ong ấy. Chính thức là lâu rồi mình không đi săn ong. Hôm nay kiếm vào cái kèo này đi săn. Sợ thật anh ạ, mình nghĩ sợ. Phơi thật. Tận cánh luôn này. To thật. Nhìn tận mắt luôn, nó cách mình có vài mét thôi. Trời ơi. Đây. Thôi, mình dám đứng tầm này thôi em nhé, chứ không dám tới gần đâu. Tổ này cũng mỏng luôn. Tổ bị cắt rồi.
Hôm trước ông anh mới cắt xong anh ạ, tổ này thấp, tổ này trèo thì ngon. Đó, anh nhìn này, tổ khá là to anh ạ, cắt mất một góc bên kia rồi. Tổ này được 5 cân không anh? Không được đúng không? Không được. Đây, tổ ong đây anh em này. Mình ra đứng tầm này thôi, đứng gần là bọn này nó truy kích ấy. Bây giờ mà anh Luận mà cầm phần đá ném vào tổ này đúng em bỏ mạng đi. Sợ thật. Ngon. Ấy, giờ cũng có khế ăn ngon nhỉ. Ê, khế này. Ui, này chưa đi săn, phơi anh em ạ. Dốc lắm. Tuột rồi. Này không biết cách bắt nó đốt hoặc giết. Em mà chưa nhìn thấy cây bồ kết bao giờ đâu. Lãi quá về gội đầu đấy anh nhỉ. Lãi gội đầu tốt. Mọc nắm khế thích nhỉ. Ô đây đây. Này một chục mét à đâu? 6 mét, 6 mét. Thế hết tối rồi anh ạ, mình cũng thử tí thử xem. Đứng gần đi. Đứng gần. Thì anh thì anh kêu này, có lên không? Có. Cái này cao không sợ đâu. Cái cây nó cao mà đứng gần thoải mái. Đi đây đã anh. Ui, thế là chỗ này gần ông có toàn làm tổ gần nhau anh nhỉ? Tổ kia cũng gần, tổ nãy cũng gần. Dốc quá anh ạ. Đây. Mình lên đi mình quay cho xem đã. Ui. Bị đá dứa quấn rồi. Ok anh em, hiện tại thì mấy anh em mình đã về tới nhà rồi anh em nhá. Và bây giờ thì đã quay số thành quả ngày hôm nay cho anh em xem nữa. Tổng 15 cân. 15 cân, thế là đoán chuẩn luôn. 15 cân anh em. 15 cân một cái tổ. Còn tổ này mấy cân anh? 7 cân. Thế tổng cộng là 22 cân. 22 cân. Ui đi anh đoán chuẩn nhỉ. Ồ 6 7 cân. 22 nhân 5 là bao nhiêu? 22 cân. Cả bì là 23 cân là còn 22 cân đúng không? À, hơn ấy. Đây, đấy. Đúng rồi. Đây. Không phải cởi ra được. Hai mấy cân? Không cần. Vậy 20 cân đi.